Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm chế độ FPP, chính là góc nhìn thứ nhất của tựa game PUBG Mobile. Vâng, đây là trận đầu tiên mình vào, mình test luôn và quay clip luôn. Nếu mà có gì đó hơi bị ngào thì anh em thông cảm nhé, tại vì mình chưa bắn chế độ góc nhìn thứ nhất bao giờ. Ok, bên Android thì nó sẽ update trước và bên iOS thì sau. Mình ngồi hóng cả buổi chiều nó mới update, khốn nạn thật. Ok, trận này chúng ta sẽ vào khu biệt thự. Biệt thự bằng bự thiệt. Thôi xong rồi. Vâng, nó fit lại cái tầm nhảy rồi. Thả dù nó sẽ rớt nhanh hơn. Lại sốc gan thế này. Cái gì đây? Và hiện tại mình chơi chế độ solo nha. Mình chưa chơi solo squad tại vì chế độ mới, bắn không quen. Rồi, một sóc này. Ui dồi ôi, cầm chảo làm gì đấy? Lầy thì rút Tommy gun nó sấy này. Ok, thằng này cũng chảo gì, chắc là tầng 2 trận này hơi bị nghèo. Ui dồi ôi, toàn đạn 45 thế này. Rồi, nó hơi bị khó di chuyển một tí, tại vì mình chơi góc nhìn thứ ba cũng quen rồi. Chuyển sang góc nhìn thứ nhất thì nó hơi bị bỡ ngỡ tí, không sao, vẫn chơi được. Cảm giác nó hơi giật một tí nhở. AK này mình thấy nó hơi giật một tí nha bạn, cảm giác không được mượt, chắc là do chơi không quen. Ok, mình sẽ từ từ tập làm quen. Tại vì đây là trận đầu tiên, chơi hơi ngáo một tí. Ok, không biết là còn không. Chắc là khu này clear rồi. Ok, không nhìn được sau lưng. Cái này nó cũng giống với lại phiên bản PC và nó hoàn toàn hợp lý, tại vì chả ai có thể nhìn ra được sau lưng hết, trừ mấy bà cô mà đứng viết viết trên bảng mà nhìn ra được sau lưng, biết thằng nào nói chuyện thì mắc ghê. Mấy bà đấy thì mình không tính nhá, có con mắt ở sau lưng rồi. Không biết thính này có gì. Chắc là lại MK14 thôi, thính đầu thì toàn thế. Úi dồi ôi, MK, chết nhầm, M24, thính độc MK14. Tại vì mình đi nhặt thính ấy, thì nó quen với cái việc mà phải nhặt 2-3 cái AROP mà chỉ có MK14 rồi. Khắm lắm, khắm không thể tả được. Ok, chúng ta sẽ dừng lại đây cam thính nhá. Ủa, hình như thính không có scope ạ. À, đùa. Cái định mệnh nào bắn lén vậy? Đâu ấy? Ủa? Đâu vậy trời? Ninja vậy? Sợ rồi nha. Úi trời ơi, gặp mấy thành phần chơi kiểu ninja ẩn thân chi thuật như thế này thì thôi, sợ lắm.
hay là bot nhở? Mà bot cũng không thấy thằng nào. Vô lý vãi. Bot thì nó dễ lộ người rồi. Còn đây nó bắn xong vài cái nó nấp luôn. Sợ thật. Rồi, nghe tiếng chân rồi nè. Lầy thì nấp bụi cỏ này. Thính ở kia rồi, đi rồi. Được đi nhặt thính mới bắn nhau được. Ủa, có tiếng bắn này. Kevin Love. Vãi cả tên ạ. Đùa. Thằng nào bắn tao làm chó, thằng nào bắn tao làm chó. Thằng nào bắn tao làm chó. Ok, định mệnh thằng nào thích thì cứ bắn đi. Bố mày cân hết. Bắn tao xem nào. Ui dồi ôi. Ok, bơm máu xong thì chúng ta xóa thôi. Chả sợ. Ok, thằng này lắm đạn xanh nhở. Không biết là nó đang bắn thằng nào. Ui dồi ôi, cái gì thế này? Bot à? Ơ kìa, chạy đâu ấy? Cái định mệnh thằng này chơi trò gì vậy? Nhấp nhà vậy. Lầy thì nhấp nhà này. Con lợn này. Cứ nhấp nhô lên xuống làm người ta bực hết cả mình. Bắn thì bắn bà nó luôn đi. Ok, thằng này được cái phụ kiện nhiều, máu nhiều. Còn lại toàn đạn xanh nhở. Bọn đấy không chơi đạn vàng mà. Rồi, bot nhiều thế. Ủa, thằng này bot hay người vậy? Đầy đủ ba lô, súng ống các kiểu. Chịu, nói chung là cái game này khó phân biệt bot với lại người lắm. Nên sẽ có sự nhầm lẫn thôi. Bơm nước cái nhẹ rồi chúng ta sẽ rời bỏ chỗ này. Đi về một nơi rất xa. Và nơi đấy chính là trong bo.
Mày gặp quỷ dữ rồi. Mày thì chạy lề. Ủa ôi, thiên nhiên vừa giết hai thằng dưới này. Ghê quá. Và cuối cùng cũng phải nằm xuống thôi. Đen thôi, mà đỏ thì vẫn vậy. Đây rồi. Úi dồi ôi, mũ 3. Cái này phải rỉa máu từ từ rồi. Đây đảo khiếp thế. Trong nhà bắn mặt ấy. Nhìn trong nhà ấy. Nhìn tao này. Úi dồi ôi. Trong nhà bắn mặt thế đấy, nào nó nhìn mình nhở. Vô lý. Cái định mệnh hay ấn nhầm nút thế này. Thế mà mình phải hạ thấp cái nút bắn xuống một tí thôi.
còn hai thằng nữa. Trận này hơi ít kill rồi. Chế độ mới nên mình quay clip trải nghiệm thôi nhá. Chứ thực sự thì chưa quen mà hổ báo đi giết người được. Nhưng mình sẽ cố gắng lấy cái top 1. Thằng này vẫn loi nhoi trong nhà ấy nhở. Úi dồi ôi, thấy luôn. Vai nổi. Phản xạ nhanh thế. Thôi xong rồi. Lay thì đẩy này. Úi dồi ôi, bắn hơi bị gắt đấy. Nhưng đáng tiếc là mình gắt hơn. A hi hi. Thằng trong nhà rồi. Nó có cái mũ ba thì phải. Mình nhìn thấy đen đen. Cái màu gì giống màu shit trên đầu của nó ấy. Chả nhẽ thằng này lại đội cứt trên đầu của ta. Thôi nói thế thì tội người ta quá. Tội cái viên đạn của mình luôn. Chả nhẽ mình bắn vào đống cứt à. Xàm. À đây rồi. Lòi đầu. Ơ kìa. Đúng thật mũ 3 và cộng thêm khẩu M24. Thằng này đi nhập thính à? Căng vậy. Chắc là bắn gác rồi. Ra đấu M24 bạn ơi. Mình cũng mũ 3 này, một phát không chết được đâu. Cứ ra đây. Ơ kìa ra mà đấu luôn. Úi dồi ôi. Cái gì vậy? Ơ thằng này nó bò ra ngoài kìa. Lầy đi. Úi cái định mấy. Thằng này chơi bắt đầu chơi đò đổi bại rồi anh em ạ. Bắt đầu nhấp nhô rồi. Ném cái gì ra vậy? À ném khói. À. À thế là ném khói là đấu với mình luôn á. Ơ à, hay. Định mệnh lại học mấy thằng DPC nữa rồi. Lầy thì đấu này. Ngon thì cứ ra khói mà chơi. Tao lại sợ mày quá cơ. Cái định mệnh ném khói ra công ạ. Đùa. Thích công không? Không biết là nó sẽ để phải không? À đi chạy. Chạy vào nhà. Yếu rồi. Ok. Easy top 1 rồi. Lầy thì chạy ra. Ok. Mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem này thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.